Chào quý vị các bạn, các chị cô chú nhá. Nay là ngày thứ sáu. Thì ở đây có cái lịch đổ rác và đổ các cái đồ điện tử này, đồ cháy không cháy được cái thứ. Thì em sẽ đi không phải đi quay đồ nữa mà sẽ đi review một phòng xem là cái rác người ta vứt thì có cái gì hay không. Mà biết đâu mình nhặt được cái gì là linh kiện điện tử, loa đài hay là máy tính hay sao. Em sẽ đi xoay một vòng cho các bác xem. Đây bác, đây là đầu tiên là cái thùng rác ngay gần nhà em các bác này. Thì ở đây người ta có vứt mấy đồ như là cái bếp ga này, bếp ga có nướng các thứ này, có nguyên này đấy, các bác thấy không? Vẫn còn Aloma đây chứ, vẫn còn ok đấy. Rồi thì mấy cái bình can này người ta đựng là dầu mùa đông ấy. Nhưng bây giờ chắc là không cần nữa, người ta vứt đi, bếp vẫn còn đẹp mà. Đấy, bếp ga còn đẹp đó, quay cho bác xem đấy. Vì các cái đồ mà không chạy được là phải vứt vào túi xanh như này mà. Đây là cái lồng nướng của nó, không biết trong này có gì nữa không, trong này có gì em dựa ra cho bác xem này. Đấy, toàn là sắt thép các thứ đấy. Những cái đồ mà không chạy được là phải vứt vào túi xanh, vứt vào thứ sáu thùng đựng rác rồi các thứ. Bếp ga nhá, đây ở chỗ này có một cái bếp ga thôi, em sẽ đi cái thùng rác ở phía đầu kia xem có gì không. Đây ngay công viên này có một cái thùng rác đây, rồi ở trên công viên này có mấy ông già đang còn chơi gôn cuối tuần ngày nghỉ này. Ngày nghỉ lễ các ông già kéo nhau ra công viên đặt cọc và chơi gôn đó bác. Đấy, rất hay nhỉ. Em sẽ đến vào đây xem có gì không. Đây thì có vẻ là không có gì đặc biệt lắm. Mấy cái rác cuốn hay để xốp hay để cuốn đồ này. Phông bạt này, mấy cái bạt to này người ta quăng hết này. Đấy. Trong này thì cái toàn đồ mấy cái chai nhựa chảy thôi. Đấy, cũng không có gì, mấy cái ba lô này. Trong mấy cái hộp xốp này thì toàn đựng mấy hộp khay này kia thì toàn được mấy cái chai mấy cái đồ không, mấy cái chai nhựa mà nhựa nhựa chết, nhựa không cháy được rồi. Đây thì chỉ có vậy thôi chứ không có gì, không có mấy cái đồ gì đặc biệt như loa đài máy tính. Ở đây thì người ta không quăng, không có để quăng. Em sẽ đi đến một cái nữa ở gần phía công ty xem có gì không. Đây là cái thùng rác ở gần công ty em, quăng rất nhiều đồ, không biết là có cái đồ gì không. Đây, toàn đồ nhựa thôi. Ở trong này thì có một cái ghế kiểu ghế thể dục thể thao ấy. Còn rác này cũng toàn là chai với lọ chứ cũng không có cái gì đặc biệt. Đấy, đồ nhiều lắm nhưng không có gì đặc biệt cả. Còn là mực máy in thì nhiều này, mà đi dép xốp kia thấy quăng nhiều, không biết là người ta làm gì mà cái xốp kia nhiều. Bình ga cái thứ vô dù đấy, cũng không có gì đặc biệt cả. Em sẽ đi sang chỗ khác tiếp, quay quay khu vực thị trấn này xem nó có mấy cái không thùng rác xem có gì không. Đây, toàn là nhựa thì không có gì cả. Đây. Ở đây có một cái thùng nó khá nhiều đồ bạn này. Có một cái quạt đấy, người ta quăng ở quạt kìa. Đấy, người ta quăng quạt ở trong cái túi kìa. Bây giờ nó mưa rồi, chắc em kiếm đường lượn về. Trong này, cái nhà này nhiều đồ. Đấy là người ta quăng bóng đèn với quạt, với đèn như thế nhiều lắm. Quạt với vị nướng cái gì ở đây này. Đấy, quạt, có quạt, quạt này nó đang còn ok. Nó tháo lồng thôi. Đấy thôi, trời có mưa mưa em kiếm đường lượn về à, định đi quay cho bác vòng nhưng mà trời mưa quá hơi hơi đen. Rồi hẹn các bác video hôm sau, em sẽ đi quay trời nắng, em sẽ đi quay nhiều hơn. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại video sau ạ.